Chụp đi. Có người gấp bông. Dân chơi bonsai, dân cắt bông. Cắt đâu mà cắt, tôi xin đàng hoàng. Cái bông đẹp, cái hoa đào quá đẹp. Livestream hả? Không có. Cái nhánh này này đẹp, không có cái kéo bén để mà cắt. Thôi đủ rồi người đẹp ơi. Ok, rồi cầm ba nhánh khoe chiến lợi phẩm đi. Ở dưới đó có hai nhánh nhỏ nhỏ đó. Tôi đi bộ về đi, xe nó rụng này à. Nhánh hồi nãy anh bỏ đâu? Trên xe kìa. Dài. Mở cửa chứ vậy. Thôi đi bộ về đi. Nó đụng đầy xe hết à. Lấy cái kéo xuống đỡ nè. Tắt phone đi. Tắt phone đi để lấy cái kéo. Ok, bye đi. Bye bye.